Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị biết không, hôm nay Haley có duyên được kết nối thêm một cô nữa. Cô nói năm nay cô 68 tuổi rồi đó. Cô và chú hiện tại đang sống tại California. Cô nói nghe thương lắm quý vị. Cô đã theo dõi kênh của Haley rất là lâu rồi. Mỗi câu chuyện qua từng cái video cô không bỏ sót tập nào hết. Haley nghe mà rất là thương và rất là biết ơn cô. Rồi cô nói cô rất là thích cái cách chia sẻ của Haley rất là thực tế, thẳng thắn và đặc biệt là rất là cởi mở. Thành ra cô mạnh dạn kết nối với Haley để được lắng nghe, được trò chuyện và được tâm sự. Haley biết ơn cô quá trời luôn đó. Thì câu chuyện của cô ngày hôm nay như thế này nè quý vị. Cô đã từng bị chính người tình của chồng mình ở Việt Nam đó điện thoại qua chửi cô, lăng mạ và sỉ nhục cô. Cô nói thời điểm đó cô đau lắm. Cô biết chú phản bội cô nhưng mà cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cái câu chuyện này là cô chỉ kể cho Haley nghe vào hôm nay. Cô nhờ Haley chia sẻ lên cộng đồng mạng. Nhưng mà trong gia đình của cô chưa bao giờ, chưa có một ai biết về cái tình trạng là cô bị chính cái người tình của chồng mình chửi mình như vậy. Nghe thương không? Cô giấu, cô giữ kín như vậy là vì cô muốn các con của cô còn tôn trọng ba của nó. Và cô muốn là cái chuyện này cô không biết để cho chú vẫn còn sống bình thường với cô. Cô không muốn làm chao đảo cái cuộc sống này, không muốn làm chao đảo đi cái hạnh phúc của cô. Cô chịu đựng hết. Cô nghĩ có lẽ cái thời điểm mà chú về Việt Nam để cặp bồ đó là đúng cái thời điểm mà cô trong thời kỳ tiền mãn kinh. Cô nói ở cái thời điểm đó đó, hầu như những người phụ nữ nào mà đến cái tuổi đó đều phải trải qua cái cảm giác giống như cô. Cô nói là chắc có lẽ là như vậy. Thời điểm đó, trong cái khoảng thời gian chuẩn bị tắc kinh đó, chuẩn bị mãn kinh đó, thì là cái cơ thể của cô nó lúc nào nó cũng nóng nảy, bức rứt, khó chịu, cọc cằn và thô lỗ. Cô không thể chiều chú trong cái chuyện yêu đương được. Và cô rất là khó gần. Cô bực bội bực dọc lắm. Nhiều lúc chú đòi hỏi thì cô nói là thôi nằm ngửa ra cho xong đi, xong chuyện rồi thôi. Mà có hôm nào mà chú làm hơi lâu một chút xíu là cô bực bội và cô muốn đạp chú ra khỏi giường. Vì cái cảm giác đó nó không còn một cái gì gọi là hưng phấn, mà nó gọi là giống như là bị tra tấn trong tình yêu. Cô sợ đến cái mức đó. Rồi cái khoảng thời gian đó là chú về Việt Nam, chú thăm gia đình đó. Rồi thì lúc đó chú cặp bồ cặp bịch, chú chơi bời gì ở Việt Nam thì đâu cô đâu có biết. Thì sau một tháng chú trở về Mỹ thì cô và chú cũng sống bình thường thôi. Nhưng mà đến tháng thứ hai sau khi Việt Nam trở về Mỹ đó, thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ Việt Nam, số điện thoại Việt Nam từ Việt Nam điện qua cho cô. Và cô bắt máy nghe vì cô cứ nghĩ là người nhà hoặc là bạn bè hoặc là người thân người quen nào mà có chuyện gấp lắm mới điện cho cô bằng cái số điện thoại. Thì cô bắt máy lên cô nghe. Đầu dây bên kia họ chửi cô là con đĩ già không. Họ nói rằng là nếu cô không thể chiều chồng được, nếu mà cô không thể làm cho chồng được thỏa mãn, thì hãy buông bỏ anh ấy, buông anh ấy ra đi, rời xa anh ấy đi, để anh ấy về Việt Nam cưới cô ấy. Và cô nói rằng là xài chồng mà không biết có chồng mà không biết sử dụng chồng, để chồng về đây rồi thèm thuồng ham muốn rồi đòi hỏi và vậy đó, gọi là một người chồng rất là dâm dục. Cô nói cô nghe không sót một chữ nào, đáng lý ra là cô phải cúp máy. Cô không cần nghe vậy, cô sẽ quay lại cô hỏi chú tại sao mà những cái chuyện này lại làm phiền đến cô. Nhưng mà không, cô để máy cô nghe hết. Cô nghe không có sót một chữ nào và không bao giờ cô quên từng câu từng chữ mà cái người đó đã điện thoại và chửi cô. Thì cô có hỏi rằng là cô là cái gì của anh ấy. Thì cô mới nói tôi là người yêu của anh ấy đây. Tại sao bà không ly dị để cho ổng về ổng cưới tôi đi qua Mỹ? Tại sao bà cứ ôm khư khư ổng vậy? Bà đã không cho ổng kiểu như là
gọi là thỏa mãn á, kiểu như là nó dùng cái từ mà Hailey không thể nói ở đây. Tại sao bà không có cho ông làm cái chuyện đó mà bà giam giữ ổng như vậy? Rồi nó chửi thậm tệ lắm, nó chửi những cái câu nói tục tiểu mà thậm tệ lắm. Cô rất là bình tĩnh vì cô đoán trước được rằng là chồng cô nếu về Việt Nam ít nhiều gì cũng sẽ đi giao du với những cái hạng người như vậy. Thành ra khi qua Mỹ cô rất là bình thường vì cô nghĩ bản thân cô không thể chiều chồng được nữa. Cho nên là chồng có đi ra ngoài mà có làm những cái chuyện đó thì cũng cô cũng cho qua. Vì ở Mỹ rất là khó để làm cái chuyện như vậy. Ở Việt Nam rất là dễ đi ra chơi gái hoặc là đi uống cà phê ôm, karaoke ôm thì đơn giản. Nhưng mà ở Mỹ thì rất là khó. Thành ra là cô nghe hết rồi, sau cái cuộc điện thoại đó cô giấu hết tất cả mọi người trong nhà. Cô buồn lắm, cô đau lòng lắm. Nhưng mà cô chưa bao giờ cô nói nặng chú, chưa bao giờ cô hạch hỏi chú về cái khoảng thời gian mà chú ở Việt Nam, chú làm gì, chú đi đâu, chưa bao giờ có. Cô giấu kín trong người để các con cô có cuộc sống bình thường và ít nhiều gì nó cũng còn tôn trọng ba mẹ nó. Rồi thì chú cũng không cảm thấy bị mắc cỡ hay là bị quê với cô, với gia đình. Thành ra cô giấu kín mà cô nói. Nếu như cái thời điểm đó mà cô làm sùm, cô quậy quọn ra thì có lẽ cô sẽ là người xách gói ra đi để chú muốn làm gì làm. Có lẽ là nếu thời điểm đó mà cô làm căng như vậy thì chắc có lẽ là cái người tình của chú sẽ được bước chân qua Mỹ rồi đó. Cho nên cô không biết là họ quen nhau bao lâu rồi, họ như thế nào mà đến cái mức là cái người đó phải điện qua, thoại qua và chửi cô. Nhưng cô biết rằng là chú ở với cô trong cái khoảng thời gian mấy mươi năm nay rồi, hơn 30 năm nay rồi, thì chú về Việt Nam đếm trên đầu ngón tay. Ở những lần trước khi cô còn trẻ khỏe thì cô có về với chú, nhưng sau này cô mệt mỏi rồi, chú chỉ về một hai lần thôi, thì làm sao chú có một cái người bồ mà để chú nuôi được. Cho nên cô chỉ có tin rằng qua những cái lời lẽ tục tiểu bậy bạ của cái người phụ nữ đó, cô nghĩ là chắc họ làm gái thôi, hay là chú chơi qua đường thôi, vô tình là chú thân thiết quá thì họ lấy được số điện thoại của chú, của cô, rồi họ biết rõ về cái hoàn cảnh cuộc sống của mình thôi. Và thế là cô cho qua. Nhưng cô ấm ức trong lòng bao nhiêu lâu nay. Cô kể ở cái thời điểm mà cô 53, 54 tuổi đó, là trong cái giai đoạn tiền mãn kinh. Người phụ nữ ở cái thời điểm đó và cái thời gian đó thì nó rất là khó chịu. Cô nói rằng là cái cảm giác nó rất là kỳ cục, nó bức rất nóng nảy và nó khó chịu, nó bực bội. Và cô nói rằng là hầu như là cô rất là cọc cằn và thô lỗ. Ai đến nói chuyện với cô hồi cô cũng chửi. Và chú thì gần gũi cô thì cô cũng không thể nào muốn được. Vì lúc nào cô cũng nói rằng là già rồi, làm ba cái chuyện đó chi? Mấy mươi năm này rồi chưa đã hả? Bây giờ già rồi để cho tôi yên đi. Bởi vì cô thốt ra những cái lời nói đó là bởi vì trong cơ thể của cô nó thay đổi tất cả mọi thứ, từ nội tiết tố đến cảm xúc, không còn một cái gì hết. Đến khi mà cô bị mãn kinh, tức là bị tắc kinh rồi đó, là cô nói cơ thể của cô như một người đàn ông vậy. Cho nên cô không còn cảm xúc cái chuyện vợ chồng, cô cố gắng cũng không được. Mà những lần chú ham muốn quá, chú đè cô ra chú làm đại, thì tự nhiên cô có một cái cảm giác bị ám ảnh, là vì nó không còn cái cảm xúc như cái thời trẻ nữa. Mà đây là những cái cuộc yêu và những cái lần chú quan hệ thì cô cảm thấy nó như là bị tra tấn và cô bị ám ảnh. Bởi vì nó đau, nó rát, nó không còn một cái cảm xúc mơn trớn như thời trẻ. Thì là từ đó cô cấm cửa chú luôn, cô không cho chú đụng vào người cô nữa. Và cô rất là sợ mỗi khi mà chú ham muốn như vậy. Cô thấy cô rất là tội cho chú, nhưng mà cô không có cảm xúc. Vì cô nói rằng là cô như một người đàn ông vậy, không còn một cái gì để mà ấy nữa. Thì hiện tại năm nay cô 68 tuổi thì còn gì nữa đâu mà quan hệ. Thì cô 68 thì chú 75, chú lớn hơn cô có 7 tuổi thôi. Cái thời điểm mà cô bị mãn kinh là cô 55 tuổi, là chú 62.
55 thì 62, bây giờ cô 68 thì chú 75. Đó, mỗi lần mà chú muốn chú gần thì cô lại đổ thừa cái chuyện này chuyện kia, già cả rồi, mệt mỏi rồi, cô bị đau lưng nhức mỏi rồi, cô không thể nào cô làm cái chuyện đó được. Thì cô nói cái chuyện mà cô bị cái người phụ nữ bên Việt Nam chửi đó là cô giấu kín. Nhưng mà rồi trong cái khoảng thời gian chung sống với chú á, là cô cảm thấy rất là bị tổn thương. Tại sao chú phản bội cô như vậy mà khi trở về Mỹ chú sống đúng như một người chồng trong nhà, đúng nghĩa như một người cha, chú không có một cái gì gọi là sai lệch hết. Chỉ có những lúc bực bội là vì cô không thể chiều chú ở trên giường được thì chú mới bực bội thôi. Đó, cô kể rất là nhiều về cái cuộc sống của cô. Ngày xưa cô chú qua đây theo cái diện vượt biên, rồi thì được chính phủ hỗ trợ cho nhà cửa ở, rồi công ăn việc làm. Lúc đó cô và chú là cái chuyện tình yêu tình đôi lứa thì chỉ biết rằng là cái này là cái mà con người của mình được sinh ra bản năng để mình biết được cái chuyện đó mình làm để có con. Vậy thôi chứ còn không biết gì về một cái gọi là kỹ năng hay kỹ thuật trong cái những cuộc yêu, là cô và chú hình như hoàn toàn không biết, không để ý tới cái chuyện đó luôn. Rồi thì sau khi có con thì đến cái vấn đề cuộc sống, cơm áo gạo tiền nuôi dạy con cái, cô và chú tới có tới ba người con lận, đẻ năm một hết. Thì lúc đó là hai vợ chồng lo cho ba đứa con, thì cơm áo gạo tiền cuộc sống nó cứ đè nặng trong cái xã hội, cũng trong cái gia đình của cô, thì cứ lần lượt cô và chú đi làm về nuôi con chăm con này kia. Ở Mỹ nó không có giống như Việt Nam mà đứa lớn chăm đứa nhỏ rồi cô chú thảnh thơi lo tới chuyện gì đâu. Ở Mỹ là một người phải lo được cho mấy đứa con ở nhà rồi một người đi lo kinh tế. Thế là trong những cái cuộc yêu ở cái thời tuổi trẻ thì nó chỉ có nhiều hơn một chút thôi, chứ nói về mãnh liệt thì không có, kỹ năng kỹ thuật thì cũng không có luôn. Cho đến khi mà con của cô học xong thành tài và cả ba người con đều thành gia lập thất hết, thì lúc đó cô lại vướng vô cái thời điểm là tiền mãn kinh rồi thì mất kinh. Cho nên là cô không có một cái thời gian nào mà chiều và yêu chú đúng nghĩa, để cho giống như qua những cái câu chuyện Hailey chia sẻ và những cái cách mà những cái lời nói của Hailey nói thật á, thì cô nghe cô thấy là nó đâu đó ở trong cuộc sống của cô mà cô chưa bao giờ cô thử và cô chưa bao giờ cô làm điều đó. Thì hiện tại bây giờ kể cả chú 75 tuổi rồi mà chú vẫn còn ham muốn và đòi hỏi cái chuyện đó. Nhưng mà cô không chịu được và cô cũng không cho chú về Việt Nam nữa. Vì cô nói lớn tuổi rồi về Việt Nam rủi có chuyện gì thì làm sao đây? Rồi cô lớn tuổi rồi, hai vợ chồng già sống với nhau bên này, nếu cô có chuyện gì thì sao đây? Và cô cũng không muốn về Việt Nam nữa. Đó là cái lý do cô không muốn chú đi, là vì cô sợ chú gặp những người phụ nữ kia. Đó, thì cô kể hết về cuộc sống, cuộc đời của cô, những cái mà hạnh phúc, rồi gian nan, rồi những cái mà khó khăn, rồi đầy đủ như thế nào, cô kể hết. Rồi cô tâm sự hết với Hailey, Hailey nghe, Hailey thấy rất là thương cô. Trong cái hoàn cảnh của cô đó, thì có rất là nhiều gia đình họ đã và đang trải qua, chứ không phải là mỗi mình cái hoàn cảnh của cô không đâu. Nhưng mà mình sống ở Mỹ thì mình lợi thế được một cái là mình bình đẳng, tất cả mọi thứ mình bình đẳng, mình không có giống như ở Việt Nam mà cái thời ba mẹ của Hailey thì vẫn còn có một cái gì đó gọi là khép nép trong cái chuyện đó. Rồi thì những cái chuyện mà ba mẹ mình thể hiện yêu đương thì hầu như giấu hết, con cái không bao giờ biết, hoặc là cha mẹ có thể hiện một cái tình cảm ban ngày giống như yêu nhau một chút xíu, hay là ban ngày ngọt ngào chút xíu, thì hình như là họ đều mắc cỡ. Cho nên là ở cái Việt Nam, xã hội Việt Nam ở cái thời điểm mà cỡ lứa tuổi như cô chú á, ở Việt Nam vẫn còn lạc hậu lắm. Rồi thì cô chú được qua đây ở cái thế xã hội mở thì cô chú được học hỏi chút xíu, nhưng mà vẫn còn giữ một cái gọi là phong tục con người văn hóa Việt Nam, thành ra cô và chú không thể cởi mở được trong cái chuyện yêu và cái cuộc sống gia đình.
Thành ra là cô nói những cái câu chuyện mà Hailey chia sẻ, mà Hailey kể đó, đúng là như vậy. Nếu người ta không kể thì có lẽ cô sẽ không biết đâu. Và những cái câu chuyện nó đã và đang xảy ra trong cái xã hội này, cô nói chắc cô cũng không biết luôn. Cô ở Mỹ mấy chục năm chứ cô nói cô lúa lắm, cô sống bình dân lắm. Cô không có xe xua, không ăn diện, mà cô cũng không có chải chuốt, mà cô cũng không có vun đắp cái tình yêu tình cảm gì giống như những cái câu chuyện mà Hailey kể đâu. Cho nên là nói đến cái vấn đề đó, cô hay mắc cỡ và cô giấu kín hình như những cái câu chuyện này người ta không thể nào chia sẻ với người thân, người nhà hay là con cái được. Mà cô là người mạnh dạn để chia sẻ với Hailey, vì cô nói Hailey có một cái cách chia sẻ cởi mở, thành ra cô không bị mắc cỡ. Đó. Rồi những cái mà cô kể trong cuộc sống của cô thì Hailey nghe rất là nhiều, vì nó na ná ở những cặp vợ chồng lớn tuổi khác cũng vậy đó quý vị. Rồi thì cô có hỏi Hailey như thế này: con có nghĩ rằng ở cái tuổi 68 như cô và chú 75 thì quan hệ nó có cảm xúc không? Rồi cô có cần phải chiều chú ở những cái chuyện đó hay không? Thì cô có hỏi, cô nói là đừng có cười cô hỏi thiệt. Vì cô nói rằng là sau khi mà cô mãn kinh rồi thì cả hơn 10 năm nay rồi là cô không tha thiết cái chuyện đó. Mà quan hệ với chú thì đếm trên đầu ngón tay, giống như là trách nhiệm mà mình thấy ổng tội nghiệp quá thì mình ấy thôi. Thì Hailey có chia sẻ với cô như thế này nè quý vị: theo những gì Hailey đã được học và Hailey đã được cập nhật và được nghe rất là nhiều câu chuyện của các cô chú lớn tuổi, thì Hailey rất là hiểu về cái vấn đề này. Tức là những người phụ nữ, ai người rồi cũng sẽ trải qua cái cảm giác và cái thời gian tiền mãn kinh và mãn kinh. Thì theo như Hailey hiểu được, mãn kinh nhưng không mãn dục ở đây có nghĩa rằng là hết kinh nhưng chúng ta vẫn còn có thể quan hệ tình dục, chứ không phải là mãn kinh rồi là hết. Là giống như những người họ lớn tuổi họ đã từng nói, và kể cả cô cũng đã từng nói rằng là con người của cô y như người đàn ông vậy, nó khô rang, nó cứng đơ như vậy thì làm sao có cảm xúc mà quan hệ. Mà khi quan hệ là mình phải yêu chiều cái đối phương thì họ mới có hứng để họ làm cái chuyện đó. Thì Hailey cũng nói, cũng giống như là chia sẻ với cô những cái mà Hailey hiểu biết, rồi cũng chia sẻ về thực tế trong cái xã hội hiện tại bây giờ để cho cô hiểu. Và nếu như cơ thể và con người của cô có khả năng để còn làm cái chuyện đó, để đáp ứng được cái chuyện đó, thì vẫn cứ thể làm bình thường. Và nếu như chú là người không giỏi về trong cái vấn đề dạo đầu để mơn trớn, để giúp cho mình có một cái cảm giác mềm mại và ham muốn, thì cô hãy là người nói cho chú nghe, hãy là người giải thích cho chú biết rằng là trong những cái cuộc yêu và những cái cuộc quan hệ vợ chồng, thì nếu như mà chú muốn được không á thì nó lại không công bằng cho cô. Mà chú muốn được phục vụ và chú muốn được thỏa mãn không á thì cô hiện tại ở cái tuổi này cô không thể phục vụ cho chú được. Chính vì vậy là chú là người phải chủ động trong cái chuyện mơn trớn và dạo đầu. Người ta nói là làm tình quan trọng nhất là cái khúc dạo đầu. Ở đây mình nói không nói bậy, nói tục, nói tiểu, mà đây là cái thực tế ở khoa học của những cái người mà họ học chuyên về lý thì họ luôn am hiểu về cái điều này. Thì cho nên nó rằng là ở cái vấn đề của cô là mãn kinh, là cái chuyện mãn kinh nhưng không mãn dục, ở đây có nghĩa rằng là nếu chú là người có kinh nghiệm, chú là người hiểu về những cái chuyện kỹ thuật trong tình yêu, kỹ thuật ở những cái chuyện làm tình, thì cho dù cô có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn còn cái cảm giác ham muốn để được thỏa mãn, chứ không phải không. Vì người đàn ông của Việt Nam của mình á, mà sống ở cái thế hệ như là thế hệ của những người lớn ở cái thế hệ trước của xã hội Việt Nam mình á, thì họ không có được cởi mở trong cái chuyện yêu. Ở cái chuyện mà quan hệ với nhau đó là bản năng của con người,
khi lớn lên là mình biết giống đực và giống cái quan hệ với nhau để tạo ra một cái sinh linh khác, thì cái đó nó bình thường. Nhưng mà rồi ở cái thế hệ Việt Nam sau này, họ am hiểu hơn, họ hiểu biết hơn rồi. Và tại sao có những câu chuyện trước Hayley chia sẻ rằng là ở cái thế hệ trẻ trong cái thời điểm này, họ có kinh nghiệm sống, họ có kinh nghiệm yêu đương hơn những người lớn tuổi. Đúng là như vậy, vì xã hội bây giờ là xã hội mở, và những đứa trẻ bây giờ nó có điều kiện để nó học hỏi và nó bắt chước, thành ra là nó có một cái gọi là khoa học hơn, và nó được thỏa mãn hơn những cái thế hệ trước. Giống như cô chú, cô nói cô sống ở Mỹ mấy chục năm rồi nhưng mà cô lúa lắm, cô không hiểu mấy cái chuyện đó đâu, kể cả internet cô còn không biết xài. Thì Hayley nghĩ rằng là có lẽ chú cũng vậy thôi. Thì vì vậy cho nên là cô hãy mạnh dạn mở lời trò chuyện với chú, để nói cho chú biết những gì cô cần, những gì cô muốn và những gì cô thích. Ở đây cô chiều chú, nhưng không có nghĩa rằng đó là trách nhiệm, mà là chiều chú để chú đáp ứng lại cho cô, cả hai cùng vui. Trong cái tuổi xế chiều này, mình chiều qua mình chiều lại một chút xíu đi, để rồi khi xong xuôi mọi chuyện mình cảm thấy nó hạnh phúc. Tại vì em cũng được mà anh cũng được, tôi cũng được, bà cũng được, tôi làm thì bà vui, bà làm tôi cũng vui. Đó, thì theo như Hayley biết đó, rằng là đàn ông á, khi họ chết thì họ mới hết đòi hỏi, quý vị ạ. Chết thì mới hết cái chuyện đó. Giống như rằng là ở cái tuổi trẻ thì nó lên một cái đỉnh điểm, nhưng rồi về già lớn tuổi thì nó trùng trùng chút xíu, rồi nó cũng có cái khoảng thời gian nó đi lên. Nhưng rồi ở cái lứa tuổi mà quá lớn thì nó sẽ đi xuống vậy, nhưng không có nghĩa là nó nằm luôn, và không có nghĩa rằng là nó không bao giờ nó ham muốn, nó vẫn cứ lầy là như vậy. Cho nên là đàn ông chết mới hết. Còn phụ nữ đừng bao giờ nghĩ là sau khi mãn kinh rồi là sẽ không còn có cái cảm giác để quan hệ nữa, không còn cảm xúc nữa. Không phải, cảm xúc là do mình tạo nên, chứ không phải là cái đó nó tạo ra cái cảm xúc cho mình. Khi mình có một cái cảm xúc vui vẻ này nào kia thì thoải mái, và mình cởi mở trong cái chuyện yêu, thì cái chuyện mà hưng phấn nó sẽ cao trào ra. Lúc đó chúng ta mới có một cái sự ham muốn. Chứ còn nói là sau khi mà mãn kinh rồi thì như người đàn ông thì Hayley thấy nó không đúng nha quý vị. Tại vì cảm xúc là do ta tạo ra, mà muốn hay không muốn cũng do mình tạo nên, chứ không phải là cái chuyện đó. Bởi vì mãn kinh là nó không còn kinh nữa thôi, nội tiết tố vẫn còn nếu như chúng ta. Và bây giờ mình phải biết cách để mình chăm sóc bản thân mình. Mình biết ăn uống đầy đủ chất, ăn uống sinh hoạt một cách khoa học. Và thời điểm bây giờ họ có bán những cái loại mà tạo tiết tố, những cái loại mà làm cho cơ thể của mình cần phải nạp vào những cái loại vitamin đó quý vị, để cho những người lớn tuổi ở cái giai đoạn đó họ cần. Bởi vì quý vị biết không, Hayley qua đây, Hayley sống với ba mẹ chồng Hayley đó, thì Hayley thấy mẹ chồng Hayley mỗi buổi sáng là uống rất là nhiều loại vitamin, ăn nhiều loại vitamin. Thì Hayley có hỏi mẹ chồng, Hayley có giải thích là cái loại này nó bổ sung cho cái gì, loại kia nó bổ sung cho cái gì, và cái loại này nó tạo ra chất nhờn cho khớp, loại này nó tạo nội tiết tố cho âm đạo. Là mẹ chồng Hayley có giải thích, có kể cho Hayley nghe hết. Thì ở cái giai đoạn nào mình cần thì mình phải cần bổ sung đó quý vị. Biết cách mơn trớn nó, biết cách dụ nó cho nó đi ra. Giống như là bây giờ tôi không còn kinh nữa, tôi khô ráo, tôi không còn cảm xúc đó nữa, mà bây giờ cứ trơ trơ ra vậy, trong đầu mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình không còn cảm xúc đó nữa, thì đương nhiên cảm xúc không bao giờ về. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình thoải mái, mình này ở kia, mình kích thích, mình mơn trớn nó, thì cái cảm xúc nó sẽ trở về. Đó, cái này là theo những gì mà Hayley hiểu biết, và Hayley được trò chuyện và được học và được đọc sách thì Hayley hiểu nha. Còn
mãn dục ở đây có nghĩa rằng là cái dục ở đây gọi là dục vọng đó quý vị, nó không bao giờ nó hết nếu chúng ta biết cách để biết cách mà điều khiển nó. Giống như ông bà người ta thường hay nói là có biết ngứa đâu đâu mà gãi, mình phải biết ngứa chỗ nào mình mới gãi, gãi xong nó mới đã ngứa, thì y chang như vậy đó. Cho nên là qua cái câu chuyện của cô và những gì cô thắc mắc và cô muốn hiểu, Hailey cũng có giải thích và cũng có chia sẻ với cô, thì cô nói chắc có lẽ là như vậy. Bởi vì không phải là hết kinh là như người đàn ông là cứ trơ trơ ra như vậy đâu. Đàn ông không có trơ trơ nha quý vị. Đàn ông họ tràn đầy nhiệt huyết, bởi vì họ có cảm xúc cao hơn phụ nữ. Nhưng nếu người đàn ông họ hiểu biết và họ có kỹ thuật trong cái chuyện yêu, thì người phụ nữ ở cái lứa tuổi nào đi chăng nữa vẫn muốn cái chuyện đó, chứ không phải không. Vì cảm xúc là do ta tạo ra mà, chứ cái chuyện đó nó không có tự nhiên cái nó có đâu, không phải. Cho nên rằng là qua cái câu chuyện của cô và cũng giống như là những cái chuyện mà cô thắc mắc trong chuyện yêu đương đó, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm cho những quý cô nào lớn tuổi ở cái lứa tuổi như cô. Bởi vì cô nói cô 68 tuổi nhưng mà nhìn cô còn trẻ khỏe lắm, chứ cô không phải là bà già lụm cụm đâu. Vì Hailey cũng biết, vì Hailey sống ở Mỹ, Hailey cũng có nhìn rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam mình ở đây. Họ 60, 70 mà họ vẫn nhìn họ rất là trẻ quý vị. Không có phải là 70, 68, 70 như những người phụ nữ khổ ở quê mình đâu, ở Việt Nam mình đâu. Thành ra ở đây là họ rất là nhìn họ rất là mướt mát. Nhưng mà rồi cái chuyện đó họ dừng lại là vì họ nghĩ rằng là nó mãn kinh rồi, là tôi như người đàn ông tôi không có gì, người tôi khô rang rồi, đừng đụng tôi đau lắm, đừng đụng tôi khó chịu lắm đó. Thì đây là cái bài học cho những cô nào lớn tuổi mà đang mắc cỡ hoặc là sợ chồng mình thế này thế kia, rồi mình không thể chiều được rồi nó này ở kia. Thì nếu vô tình xem được kênh của Hailey thì Hailey không phải là bác sĩ tâm lý hay là sinh lý gì đâu, mà cái chuyện mà Hailey đã được học và Hailey được nghe, được lắng nghe và được tâm sự và được chia sẻ rất là nhiều, thành ra là Hailey biết được rằng là cái chuyện đó nó là như vậy. Bởi vì nếu như mà nói là mãn kinh không còn gì, cái đó là cái điều thiệt thòi nhất cho người phụ nữ luôn đó. Bởi vì là quý vị biết không, người phụ nữ mà khi con gái mà lớn dậy thì cái độ tuổi dậy thì nó cũng ngang bằng với cái độ tuổi dậy thì của thằng con trai. Thì cái độ ham muốn tình dục của phụ nữ với con gái với lại con trai nó cũng ngang nhau. Thì làm sao có cái chuyện là cái người phụ nữ mà họ hết kinh là họ hết dục, mà cái người đàn ông thì chết mới hết. Nó cũng không công bằng cho phụ nữ, quý vị thấy không? Tạo hóa nó tạo ra con người của chúng ta thì nó phải đi song hành, song hành với nhau, chứ không có cái kiểu mà mình hết rồi thôi, còn người kia họ còn phơi phới, họ có quyền họ hưởng thụ được những cái trải nghiệm, được những cái này cái kia. Thì cái tạo hóa con người của chúng ta ra đó là nó luôn có cái sự song hành, mình biết cách hay không mà thôi. Đó, thì qua cái câu chuyện của cô và những gì Hailey chia sẻ theo cái độ hiểu biết của Hailey, thì Hailey kính mong nếu như quý cô chú nào mà có một cái ý gì hoặc là có một cái kinh nghiệm nào đó, cứ comment thẳng cái video này để cho cô cũng giống như là quý cô mà xem cái video này và đọc được cái comment, thì mấy cô có thể là học hỏi hơn, cởi mở hơn và lấy đó để trao dồi, để làm hành trang cho cái cuộc sống của mình. Bởi vì sống ở đời này chúng ta chỉ sống có một đời mà thôi, thì tại sao chúng ta không có sống hết nhiệt huyết của mình đi? Đừng hy sinh. Hy sinh chuyện gì thì hy sinh. Phụ nữ Việt Nam của mình hay có cái lối sống là hy sinh cho gia đình, hy sinh cho chồng, hy sinh cho con. Rồi chồng con mình có hy sinh cho mình hay không, đó là cái chuyện mà cần phải suy nghĩ. Giống như mấy cô nói, mấy cô sống ở Mỹ mấy chục năm nhưng mà mấy cô vẫn còn sống theo cái lối sống của Việt Nam. Cái lối sống của mấy cô sống theo văn hóa Việt Nam ở cái thời điểm trước thôi, thời điểm mà các cô còn trẻ thôi. Cái thời điểm
Bây giờ xã hội Việt Nam cởi mở rồi, thành ra là con người với những đứa trẻ ở Việt Nam sau này nó rất là may mắn là nó được học, nó được cởi mở và nó được bắt chước, nó được lắng nghe, nó được nhìn thấy, thành ra là nó áp dụng cho cuộc sống của nó đó. Thì câu chuyện của cô ngày hôm nay, Haley rất là biết ơn cô đã tìm đến trò chuyện và chia sẻ với Haley về cái chuyện mà cô nói là nó rất là nhạy cảm. Nhưng đối với Haley thì nó không có nhạy cảm đâu. Nếu như chúng ta trong cuộc sống này ai biết được cái gì thì mình chia sẻ cái đó, để cho những người họ không hiểu biết họ lấy cái đó làm kinh nghiệm sống, hoặc là họ rút ra cái kinh nghiệm, hoặc là đó cũng là bài học để họ cần học, hoặc là họ cần tránh. Đây là cái việc mà chúng ta chia sẻ, không có gì là mắc cỡ. Mà khi chúng ta nói những cái chuyện này, chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện này, nó làm cho người khác vui thì tại sao chúng ta không làm? Ở đây chúng ta nói, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, nó không phạm tội thì làm sao chúng ta không thể cởi mở mà làm, đúng không? Đó, Haley cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn đến tất cả quý vị luôn quan tâm và theo dõi kênh của Haley. Xin chào.